Tháng 5 này, giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền sẽ trở lại với người hâm mộ, hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao. Ở lần thứ 14, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Một bầu không khí sôi động, những pha bóng đẹp mắt và không kém phần kịch tính sẽ được tạo ra với sự tranh tài của 8 đội bóng trong và ngoài nước. VTV Bình Điền Long An, Eribank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Đông Tinh Trường Tươi Bình Phước, đội tuyển U20 quốc gia Việt Nam, câu lạc bộ BSU Lucas Nhật Bản, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc và đội tuyển U20 Thái Lan. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 50.000 đô la Mỹ. Hứa hẹn sẽ là động lực lớn cho các đội bóng cố gắng hết sức với mục tiêu giành chiến thắng và vinh danh câu lạc bộ của mình. Hãy dõi theo và đồng hành cùng với những chuyển động thú vị của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 14 năm 2024 vào 3 khung giờ 14 giờ, 17 giờ và 20 giờ 10. Tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp trọn vẹn trên SCTV 15. Vòng 3